Đi tập thể dục, tá hỏa phát hiện cô gái tử vong bên lề đường với nhiều vết thương. Một người dân đi tập thể dục phát hiện nạn nhân đang nằm thoi thóp trên người có nhiều vết thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngày 25 tháng 12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ nằm bên lề đường. Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một người dân đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dậy đi thể dục buổi sáng thì phát hiện một người phụ nữ nằm bên đường. Lại gần kiểm tra, người này phát hiện nạn nhân đang trong tình trạng thoi thóp, trên người có nhiều vết thương chảy máu. Sự việc được trình báo lên cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma thuộc cấp cứu nhưng người này tử vong sau đó. Qua khám nghiệm hiện trường, trên người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân, nạn nhân khoảng 25 đến 30 tuổi, mặc áo khoác xám trùm đầu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.